Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, sau hơn một năm chuẩn bị với sự đóng góp của rất nhiều các bạn khắp nơi trên thế giới, giây phút mà chúng ta chờ đợi đã đến. Thay mặt cho ban tổ chức, xin hân hoan chào mừng tất cả ban đại diện tham dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới kỳ 3. Có được đại hội ngày hôm nay là do sự đóng góp chung của rất nhiều hội đoàn, bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Nhưng quan trọng hơn hết là công sức, là những cố gắng không ngừng trong suốt thời gian qua của các bạn tại địa phương. Tính Làm xin thay mặt cho các bạn trẻ đến từ khắp nơi ghi nhận và cảm ơn Tổng hội Sinh viên Học sinh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu tại Nam Cali đã tổ chức thành công đại hội. Khởi đi từ đại hội lần thứ nhất với 400 bạn trẻ tham dự và lần thứ hai với 450 bạn trẻ tham dự. Ngày hôm nay chúng ta có hơn 600 bạn trẻ. Tề tựu tới đây, sự lớn mạnh này có được là nhờ công lao ban đầu của các bạn trong Tổng hội Sinh viên Liên bang Úc Châu và Đoàn Thanh thiếu niên Perry đứng ra tổ chức đại hội kỳ 2 và lần đầu tiên của mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường. Trong đại hội này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, thảo luận và xây dựng một giấc mơ chung, giấc mơ phát triển cộng đồng Việt Nam hải ngoại, một nước Việt Nam thịnh vượng và thái hòa. Giấc mơ đó sẽ được tất cả chúng ta mang về sau đại hội, làm hành trang tiến bước trên con đường của người sống đời lý tưởng, con đường của tâm thức, đem yêu thương vào hành động. Xin cảm ơn các bạn. Thành công của đại hội sẽ không là của ban tổ chức, của riêng mỗi hội đoàn thế nào, mà đó là thành công của tất cả thế hệ của chúng ta, thế hệ của những người có quan tâm đến tương lai của cộng đồng và tương lai của đất nước. Trong tinh thần, tôi xin phép đại diện cho các ban tuyên bố khai mạc Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới kỳ 3